Ok, xin chào các anh chị và các bạn. Chúng ta đến cái phần tiếp theo của cái phần bài số 29, là cái phần câu chuyện. Và cái phần này là chúng ta sẽ lại được ôn lại một lần nữa cái phần từ vựng. Thì thực ra là một trong những cái sự mà gì ạ, chúng ta học đến cái bài ngày 29 này thì chúng ta đã quá là ngon rồi, đúng không ạ? Là cái điều khó khăn là những cái người mà có thể duy trì được cái thói quen hàng ngày, thì thực sự là đối với việc mà thậm chí kể cả làm những cái video như này thì cũng là đòi hỏi một cái sự kiên trì rất là lớn để mà có thể làm được nó tiếp tục. Thì tuy nhiên là rất là mong các anh chị và các bạn chúng ta đón nhận nó, và chúng ta cũng kiên trì để chúng ta học và chúng ta đọc lại, đọc nhiều lần thì chúng ta sẽ có một cái vốn từ rất là lớn, và đặc biệt là cái việc mà chúng ta đọc được các cái từ, các cái âm một cách rất là tự tin. Thì đây là những cái bước đầu tiên để chúng ta có thể giao tiếp được một cách là tốt nhất và hay nhất và chính xác nhất. Rồi thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có cái câu chuyện gì, chúng ta cùng nhau khám phá cái câu chuyện ngày hôm nay. Ok, let's start it. Rồi, cái câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta mang tên là How the World Got Light, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc nhé, và tôi sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta hiểu cái bài này. The president of Darkland was a pig. Pig, chúng ta kéo dài ra nhá. A very bad pig. Cái từ bad, chúng ta là câm short đây, đọc chữ E và cũng phải kéo dài. He was a pig of major importance. He was rich and he had a lot of strength. Cái từ strength thì chúng ta đọc nhớ câm TH để lưỡi ra hàm răng. But he was mean to all the animals in Darkland, đúng không ạ? Đấy. He kept all the world's light in a bag. He preferred to keep the world cool and dark. He wanted to stop the progress of the city. The animals couldn't work in the dark. Rồi. Thì chúng ta đọc tiếp nha. He didn't have any respect of them. Light is too good for them, he said. Only I should have light. Cái từ light để đọc ngắn lại các bạn ha. But the animals needed light. Cái từ N nhé, không phải any đâu. Animals. So they decided to hold a competition. They wanted to find the smartest animal in Darkland. Cái từ find nhớ âm N nha, đừng quên nha. That animal had to steal light from the president. They advertised the competition everywhere. All the animals came. The animals all showed off their skills. The audience watched and then voted for the animal with the most knowledge. The winner was a tauber named Raven. They assigned him the job of getting light. The next morning, Raven ate breakfast and then left his home. How will I gain light from the president? Thought Raven. He needed to trick the president somehow. Then Raven had an idea. Raven could make his voice sound like anything. Raven walked up to the president's door. Cái từ door chúng ta miệng nhỏ nha các bạn. He made the sound of a crying baby. Cái từ sound như bạn đọc mỗi sao không, nó thiếu âm n. Sound. He cried very loudly. Soon, the president opened the door. Be quiet, the president yelled. Right then, Raven quickly made his move. He flew by the pig and found the soft bag. He took it outside. Cái từ outside, chữ out, chữ đọc nhanh, side, kéo dài. The sun was inside the bag. Raven flew high and put the sun in the sky. The president was very mad. Raven tricked him. But the other animals were very happy. At last, they had a light. All because they had a light. All because of Raven's smart thinking. Đúng nhỉ? Thì đấy là cái cần là chúng ta cần phải luyện tập, thì chúng ta đọc thì chúng ta sẽ dễ dàng đọc được ngay và chúng ta hiểu được bằng tiếng Anh ngay lập tức, đúng không ạ? Đấy là cái lý do mà chúng ta không thể nào mà chúng ta có ngay trong một sớm một chiều được. Chúng ta phải luyện tập thôi các bạn nhé. Thì bây giờ sẽ giúp cho tất cả các bạn và các anh chị chúng ta sẽ hiểu cái bài này như thế nào. Rồi thì cái câu chuyện mang tên là How the World Got Light, tức là cái thế giới này có cái ánh sáng bằng cách nào á. Thì cái ông tổng thống của cái Darkland này là một con lợn, đúng nhỉ? Và một con lợn rất là một con lợn rất là xấu. He was a pig of major importance, tức là ông ta đó, nó thì nó là một ông ta là một cái con heo, một con lợn nhưng mà lại rất là quan trọng. Ông ta rất là giàu có và có rất là nhiều sức khỏe, nhưng mà lại rất là xấu xa, cho đối xử rất là xấu xa với tất cả những con động vật ở trong Darkland. Ông ta giữ tất cả ánh sáng của thế giới trong một cái túi,
Ông ta rất là thích giữ thế giới này lạnh lẽo và tối tăm. Và ông ta muốn á dừng cái quá trình phát triển của cái thành phố này. À, những cái con vật thì không thể nào mà làm việc trong bóng đêm được, và ông ta thì không hề có cái sự tôn trọng chúng. Ánh sáng thì đều cần cho chúng, ông biết điều đó. Và chỉ có duy nhất ta là nên có ánh sáng thôi. Ông ta nói như vậy. Nhưng mà những con vật khác thì đều cũng được cần ánh sáng, và vì thế chúng đã quyết định là tổ chức ra một cái cuộc thi, và chúng muốn là tìm ra cái con vật nào mà thông minh nhất ở Đắc Len, và cái con vật đó thì phải biết cách ăn trộm cái ánh sáng từ cái ông tổng thống đó. Và họ chúng thì quảng cáo những cái cuộc thi ở mọi nơi, và tất cả những con vật đều đến, và những cái con vật này thì đều trình diễn những cái kỹ năng của mình, và khán giả thì đã xem và sau đó thì bình chọn cho con vật nào với cái kỹ năng mà giỏi nhất, kiến thức tốt nhất. Cái kẻ chiến thắng đó là một cái con chim cao lớn mang tên là Raven. Và chúng thì à, và họ thì đã bắt đầu là giao cho do anh ta cái công việc đó là lấy trộm cái ánh sáng đó. Và buổi sáng hôm sau thì Raven đã ăn bữa sáng và sau đó thì rời nhà đi. Tôi sẽ lấy cắp cái ánh sáng này từ vị tổng thống như thế nào? Raven tự nói, tự nghĩ như vậy. Và việc là anh ta cần đó là phải lừa được cái vị tổng thống kia bằng một cái cách nào đó. Sau đó thì Raven có một cái ý tưởng là bắt chiếc cái giọng nói giống như bất kỳ một thứ gì. Và Raven bắt đầu đi bộ tới cái cánh cửa của cái ông tổng thống đó. Và cậu ta bắt đầu tạo ra cái âm thanh giống như một đứa trẻ đang khóc. À, đứa trẻ đó thì khóc rất là lớn. Ngay lập tức thì cái ông tổng thống này thì mở cửa ra. Và ông ta đã reo lên, tức là ông ta đã hét lên và nói rằng gì ạ? Hãy im lặng. Ngay sau đó thì Raven nhanh chóng di chuyển và nó bay qua cái con heo đó và tìm thấy một cái túi mềm, và nó mang cái túi đó ra ngoài. Thật là may, đó chính là cái túi mà có cả ông mặt trời bên trong. Và Raven thì bắt đầu bay cao và bắt đầu đặt cái ông mặt trời này vào trong cái bầu trời. Và cái vị tổng thống này thì rất là tức giận. Và Raven thì đã lừa lừa anh lừa được ông ta. Nhưng mà những con vật khác thì thực sự là vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng thì họ đã có được cái ánh sáng. Tất cả là bởi vì cái sự suy nghĩ thông minh, nhanh nhẹn của Raven, đúng không ạ? Thì đây là cái câu chuyện như vậy, thì các bạn chúng ta hiểu được cái sự tích nó nhé. Thì thực ra những câu chuyện ở trong cái cuốn sách này tôi rất là thích, nó rất là hay, nó có những cái thông điệp ở trong đấy, đúng nhỉ? Thế thì chúng ta hãy cùng nhau là hãy đọc nó nhé, hàng ngày coi như một cái cuốn sách mà chúng ta cần phải học thuộc nhé, và đọc nó hàng ngày từ đầu đến cuối, đúng nhỉ? Mỗi bài chúng ta học 3 năm lần. Đấy. Rồi cảm ơn tất cả các bạn và các anh chị rất là nhiều, và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở trong phần video sau. Và đừng quên là nếu như cái video này hỗ trợ được cho các bạn cái điều gì đó thì hãy đăng ký nó, đồng thời chia sẻ nó cho những cái người khác nữa để người ta cũng có thể học cùng với mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong phần